Những năm qua, huyện Kim Động bám sát các quy hoạch của tỉnh, rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện quy hoạch vùng huyện, đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là về giao thông, một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng đô thị hiện đại, văn minh. Từ năm 2023 đến nay, xã Chính Nghĩa giống như một đại công trường, đã có 7 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài hơn 7 km, nhà văn hóa xã, trường học và hạ tầng khu dân cư mới được đầu tư xây dựng. Tổng kinh phí dành cho phát triển đô thị đạt 52 tỷ đồng. Năm 2024, dự kiến xã tiếp tục dành khoảng 50 tỷ đồng để đầu tư 4 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 4 km, xây dựng trường học. Hiện nay chúng tôi cũng đã đang hoàn thiện cái khu vực 2,1 hectare và đã bán đấu giá được gần 50% cái số lô. Thế và lấy cái kinh phí đấy để chúng tôi xây dựng cơ sở tầng. Thì hiện tại thì chúng tôi đang làm con đường liên xã từ chợ Phận đến đường nối hai cao tốc. Thì đường này có cái quy mô là 7 mét mặt đường và hai bên hai cái rãnh nước là mỗi bên 60 phân. Thế và trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục làm một số con đường nông thôn trong khu dân cư. Trong phát triển đô thị, huyện Kim Động dành ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống giao thông của huyện được đầu tư nâng cấp cải tạo để đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng kết nối 3 khu vực đô thị của huyện gồm khu vực thị trấn Lương Bằng, cụm xã Toàn Thắng Nghĩa Dân và Thọ Vinh Phú Thịnh với các vùng sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu dân cư thuận lợi cho việc lưu thông phục vụ sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Giai đoạn 2021-2025, huyện đầu tư 21 công trình dự án với tổng chiều dài hơn 45 km, tổng kinh phí hơn 1,7 nghìn tỷ đồng. Đến hết năm 2023 đã hoàn thành 8 dự án. Đơn vị thi công chúng tôi mùng 6 Tết là đã bắt đầu là ra quân chia thành 3 mũi thi công. Đặc biệt vấn đề kỹ thuật thì anh em chúng tôi là luôn phải bám sát, theo dõi làm sao để cho cái chất liệu, vật liệu lưu lèn đảm bảo đúng đủ quy trình, đúng độ chặt yêu cầu bản vẽ đã đề ra. Trong năm 2024 này thì huyện tập trung là rà soát các quy hoạch vùng, xây dựng vùng huyện, các cái quy hoạch chung đô thị, đẩy nhanh các cái dự án hạ tầng khung để làm sao là tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị của huyện. Ví dụ như cái đường VH75, đường tỉnh 377 quy hoạch mới, cũng như là trong định hướng thì huyện cũng đã báo cáo tỉnh để xuất trung ương là đầu tư xây dựng cái cầu Mai Động và hoàn thiện cái quốc lộ 38C. Đây là một cái trục phát triển rất lớn, có cơ hội rất lớn cho nguyên lượng phát triển cho đô thị trong thời gian tới, và cũng như là huyện chỉ đạo đẩy nhanh các cái dự án là đô thị thương mại. Theo kế hoạch của huyện Kim Động, tổng kinh phí thực hiện xây dựng đô thị giai đoạn 2024-2025 khoảng 3.300 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2025, Kim Động đạt tiêu chí đô thị loại 4 và trở thành thị xã trước năm 2030.